15 nữ tu bị sát hại bởi quân Liên Xô sẽ được tuyên phong chân Phước. Ngày 15 tháng 3 năm 2024, trong cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcelo Simoraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép Bộ ban hành các sắc lệnh liên quan đến 19 tân chân phước và 7 vị đáng kính mới. Trong số các tân chân phước có một linh mục bị chém ở Đức vào thời Hitler và 15 nữ tu gốc Đức bị lính Hồng quân giết hại hoặc chết trong các trại tập trung ở Nga. 15 nữ tu tử đạo Nữ tu Christophora Clomphas và 14 bạn cùng dòng nữ tu thánh Katarina Trinh Nữ và Tử Đạo đã qua đời năm 1945. 15 nữ tu là người gốc Đức phục vụ ở Ba Lan trong cuộc xâm lược của Hồng quân. Các chị đã bị binh lính Liên Xô giết hại vì lòng cam thù Đức tin, bị hãm hiếp, tra tấn và chết vì gian khổ, ngược đãi hoặc bị bệnh tật trong các trại tập trung ở nước Nga Xô Như một dấu hiệu khinh bỉ Đức tin Kitô giáo, những kẻ hành hạ các nữ tu thường cắt xé tu phục của các chị. Cha Max Joseph Metz tử đạo. Còn cha Max Joseph Messer, một linh mục triều người Đức và là người sáng lập tu hội đời Societas Christi Regis, Hội Chúa Kitô Vua, bị sát hại vào ngày 17 tháng 4 năm 1944 tại Đức trong thời phát xít. Cha Messer đã hoạt động tích cực trong các phong trào hòa bình và đại kết, và vào năm 1917, cha thành lập liên đoàn hòa bình toàn cầu của chữ thập trắng. 10 năm sau, Cha tham dự với tư cách là quan sát viên công giáo tại hội nghị Luzan, nơi thành lập hội đồng đại kết các giáo hội. Khi chủ nghĩa phát xít trỗi dậy, cha đã công khai lên tiếng chống lại Hitler. Cha bị bắt lần đầu tiên vào năm 1939 và lần thứ hai vào năm 1943. Cha nhận thức được rằng sự dấn thân cho hòa bình và chủ nghĩa đại kết, cũng như việc từ chối chế độ quốc xã nhân danh Chúa Kitô, có thể khiến cha phải trả giá bằng mạng sống. Cha bị kết án tử hình và bị chém tại nhà tù Brandenburg Garden. Với sắc lệnh nhìn nhận sự tử đạo được ban hành, 15 nữ tu và cha Mark Joseph Messer sẽ sớm được giáo hội tuyên phong chân phước.